nỗ lực rèn luyện để đạt kết quả tốt trong 3 tháng vừa qua. Chiến sĩ Hà Hoàng Kiệt vinh dự được lữ đoàn 434 tin tưởng giao nhiệm vụ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Những ngày này, tranh thủ thời gian, Kiệt ôn lại 10 lời thề và luyện tập tư thế động tác, chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ. 3 tháng đầu quân ngũ đã rèn cho người lính trẻ thêm chững chạc trưởng thành và sống có lý tưởng. Trong suốt 3 tháng vừa qua, bản thân tôi đã ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu. Rất vinh dự khi được chỉ huy cán bộ các cấp tin tưởng giao phó nhiệm vụ luyện tập đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân để phục vụ lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023. Bản thân tôi cũng đã rèn luyện, học tập và rất háo hức đến lễ tuyên thệ. Những động tác dứt khoát, chuẩn xác trong kiểm tra bắn súng AK, khéo léo trong liên kết lượng nổ và thao tác đúng kỹ thuật để ném lựu đạn xa trúng đích. 3 tháng luyện tập nghiêm túc đã giúp nhiều tân binh hoàn thành bài kiểm tra 3 tiếng nổ với kết quả giỏi. Còn ở nội dung điều lệnh đội ngũ, các chiến sĩ mới cũng cho thấy sự trưởng thành qua những bước đi mạnh mẽ, động tác dứt khoát đều đẹp. Tôi rất vui khi vượt qua được thử thách 3 tiếng nổ. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn sau thời gian huấn luyện tại đơn vị. Tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Khí hậu phương Nam đang bước vào thời điểm giao mùa. Khi nắng chói chang, khi mưa xối xả, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình rèn luyện của bộ đội. Vì vậy, cùng với việc tổ chức huấn luyện theo đúng quy trình, đảm bảo sát thực tế và làm tốt công tác tư tưởng, các đơn vị quân đoàn 4 cũng tăng cường luyện tập thể lực, nâng cao sức bền và sự dẻo dai cho chiến sĩ. Anh em đã nắm được những kiến thức cơ bản về quân sự để thực hiện cái nhiệm vụ có thể bước vào chiến đấu. Bên cạnh đó thì có nếp sống về kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, có ý thức chấp hành kỷ luật rất là tốt và tác phong, phương pháp làm việc khoa học và ý thức tự giác trong chấp hành các cái quy định. Bên cạnh đó nữa là thể lực của chiến sĩ không ngừng được nâng lên. Chỉ còn vài ngày nữa, những tân binh này sẽ được dự lễ tuyên thệ, hô vang 10 lời thề của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng để những người lính trẻ thêm tự hào, tiếp tục cống hiến tài năng, sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.